đối với máy anh em nào mà có hỗ trợ tần số quét màn hình á thì khá ok nha, rất là quan trọng. Em qua phần cài đặt nè, em bấm một phần là hiển thị và độ sáng nè. Rồi em sẽ kéo xuống tiền cho mình cái phần là tốc độ làm mới nè. Đó thì anh em sẽ bật lên cho mình là 120Hz, tiêu chuẩn là mặc định là 60, anh em có thể kéo lên 120Hz đó, thì anh em sẽ vuốt nó ok rất là nhiều luôn, vuốt thấy vô kiểu như là thấy sót rất là cao ha. Rồi thì máy anh em hiện tại 90 thì nó bật 90Hz, không có 120 thì bật 120, 144 gì đó tùy theo máy anh em nha. Đó rồi hai chào anh em nha, chào quay trở lại với kênh 195 Vlog, mình chọn đứng đi. Thì em thấy là cái điện thoại của mình, em thấy cái màn hình nha, những cái icon và cái dòng chữ này thấy không, mình đang sử dụng cái DPI anh em đó, DPI để chúng ta chơi Free Fire ngon. Và trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cái DPI rất là ok luôn, phù hợp với tất cả dòng máy từ cấu hình thấp đến cao. Sử dụng cái DPI này thì anh em sẽ chơi rất là ok ha. Anh em thấy cái đoạn demo rồi, và trong video này mình sẽ chia sẻ em cách để chúng ta chỉnh cái thóc bắt mới luôn anh em. Rồi và những cái phần ở trong cái tùy chọn nhau phát triển á, cho chúng ta chơi game Free Fire nó ok hơn rất nhiều ha, chúng ta tiết mau tiến bộ hơn nha. Rồi cái này không ảnh hưởng tới game nên yên tâm nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái cài đặt của máy. Đây mình sẽ vào phần cài đặt nha. Thì nên thấy bây giờ mình sẽ bấm vào cái phần là cài đặt bổ sung nè, thì anh em sẽ bấm vào cái phần là tùy chọn nhau phát triển nha. Ở đây mình sẽ chuyển về DPI mặc định nha, chứ chữ này nhìn nhỏ quá anh em sẽ nhìn không được đâu. Rồi ok, mình nói luôn cái độ gọn nhỏ nhất mình đang sử dụng DPI nhỏ là mình đang sử dụng là 680 anh em. Đây đó anh em thấy không, đó anh em sẽ chỉnh thành 680. Rồi ok, giờ mình sẽ chỉnh lại 400 cho dễ nhìn anh em ơi. 680 nhỏ, nó nhỏ quá anh em nhìn không rõ. Rồi ok, DPI rồi đó nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái bằng thoát bắt. Rồi chúng ta rồi tìm kiếm, anh em tìm cái từ khóa là thoát bắt nè. Rồi nó sẽ hiện ra chúng ta cái phần là thoát bắt. Còn nếu mà anh em không tìm thấy thoát bắt thì chúng ta sẽ bấm vào phần là hỗ trợ tiếp cận. Hỗ trợ tiếp cận. Đó anh em tìm cái phần là hỗ trợ tiếp cận nè. Đây, nó sẽ cũng ra cái phần hỗ trợ tiếp cận nè. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái phần là thị giác. Đây anh em thấy cái phần là thoát bắt nè. Đây, trong cái phần thoát bắt này á thì anh em sẽ kéo xuống. Em thấy là cái phần là dấu chìm thoát bắt nè. Đấy, em thấy là dấu chìm thoát bắt nè. Nó không bật như thế này là sao được anh em. Đây, sử dụng tính năng của thoát bắt nè, bật lên. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống, em bấm cho phép đó. Rồi ok, giờ mình bấm vào dấu chìm thoát bắt nè, mình bấm hai cái đó thì nó bật như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tắt cái tính năng này để chúng ta cài đặt cho dễ nha. Anh em muốn tắt tính năng thoát bắt thì chúng ta sẽ nhấn đồng thời nút tăng và giảm âm lượng 3 giây, tăng và giảm âm lượng đồng thời nè. Đây rồi chúng ta sẽ tắt thoát bắt. Bạn thấy là cái dấu chìm thoát bắt nè, nó được bật như thế này nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt trong thoát bắt nè, bấm vào phần cài đặt. Vậy em sẽ cài làm theo mình nha. Em sẽ bấm vào phần là tùy chỉnh cử chỉ nè. Rồi một anh em thấy là một ngón tay không, ta vuốt lên, vuốt lên thì chúng ta sẽ bấm vào phần là tiến di chuyển về phía trước nha. Đây anh em thấy không, đây cái phần là di chuyển về phía trước. Rồi một ngón tay vuốt xuống là cuộn lùi, vuốt xuống là cuộn lùi nha nè. Rồi vuốt sang trái, vuốt sang trái thì chúng ta sẽ di chuyển sang trái. Còn vuốt sang phải là di chuyển sang phải. Đây rồi cử chỉ tiến lùi bằng một ngón tay này anh em. Đây vuốt lên rồi vuốt xuống nè. Chúng ta vuốt lên rồi vuốt xuống là làm gì, là làm gì nên anh em bấm chạm mà giữ giúp mình. Vuốt xuống rồi vuốt lên cũng là chạm mà giữ luôn ha. Rồi vuốt sang trái rồi vuốt sang phải, rồi vuốt sang trái rồi vuốt sang phải thì chúng ta sẽ di chuyển về phía trước. Vuốt sang phải rồi vuốt sang trái thì chúng ta còn di chuyển về phía trước luôn nha. Rồi ok, còn cái phần là cử chỉ tạo góc, tạo góc thì chúng ta bấm chạm mà giữ giúp mình nha. Đây vuốt lên rồi vuốt sang phải, chúng ta sẽ bấm vào chạm mà giữ giúp mình. Đây chạm mà giữ nè, đây ha, vuốt sang trái rồi vuốt lên trên chạm mà giữ hết đó. Hai ngón tay thì chúng ta sẽ chỉnh lại y chang như một ngón tay nha, nhấn bằng hai ngón tay. Anh em nào chơi hai ngón thì chúng ta sẽ bấm một phần là di chuyển về trước nè, rồi nhấm đúc bằng hai ngón tay nè, chúng ta dạng cuộn lùi nữa ha. Đó y chang như một ngón thôi. Rồi ok, di chuyển sang phải đâu rồi, nhấm đúc và giữ bằng hai ngón tay thì chạm và giữ, nhấn ba lần bằng hai, rồi nhấn ba lần và giữ ngón tay chạm và giữ hết giúp mình nha. Đây rồi ok, còn mình thường xuyên sử dụng một ngón thì chúng ta cài đặt giống mình nha. Đây đó rồi, ở đây là trong thoát bắt nè ha. Rồi đó rồi,
Tiếp theo. Rồi, tiếp theo nào quay, anh em quay ra ha. Rồi, chúng ta sẽ bấm bỏ phần là tiếp cận bằng công tắc nè. Đó, anh em bấm vào phần thể chất tiếp cận bằng công tắc luôn. Thì ơi trong đây. Anh em phải bật sử dụng tiếp cận bằng công tắc lên nha. Rồi. Rồi, bật sử dụng bằng công tắc nè. Ok. Tiếp hết đi nè. Ok. Chọn tốc độ quét 0.75 giây nha anh em. Rồi. Bỏ qua những bước này luôn. Rồi giữ tiếp lọc. Ok, hoàn tất. Rồi sau khi mà cài đặt xong thì chúng ta bấm một phần là gắn công tắc cho các phím tắt nè. Đây, anh em vào phần cài đặt nè. Gắn trong công tắc cho các phím tắt, anh em bấm phím tắt mới. Rồi trước khi mà gắn phím tắt á thì chúng ta sẽ bấm vào đây nè. Chúng ta sẽ bấm một cái phần là mở khóa màn hình đó cho nó sang ngang nè. Rồi anh em sẽ bấm phím tắt mới. Đây là cài cái macro cho máy nha. Rồi anh em sẽ bấm một nhớ vị trí của nút bấm nằm đâu. Ví dụ như nút bấm mình nằm đây, mình sẽ vuốt lên như thế này. Đây anh em vuốt theo ngón tay của mình nè. Đó ha. Rồi bên đây thì anh em có thể vuốt hình tại chữ thập cũng được nữa. Đó. Rồi ở đây là cái tâm. Rồi này có thể vuốt lên như thế này. Trên iPhone cũng có nè. Trên iPhone thì nó hiển thị màu, còn bên Android thì nó không có hiển thị màu vuốt. Rồi sau đó chúng ta bấm vào lưu lại dấu cộng. Rồi ok, mình sẽ để là free file hoặc là cái gì khác đó, free file. Rồi xong luôn. Rồi chúng ta như vậy là xong đây nè. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo này trong cái phần để DPI thì mình nói trong video này rồi anh em có sử dụng cái DPI là ngon lành nha. DPI đó mình test rất là kỹ rồi. Ok, tiếp theo là cái phần anh em vào phần tùy chọn nhà phát triển nha. Đây, anh em nào chưa biết tùy chọn nhà phát triển nằm đâu thì chúng ta bấm vào giới thiệu điện thoại nè. Anh em vào phiên bản phần mềm á. Đó, không cần bạn đó là nhà phát triển rồi ha. Rồi sau đó chúng ta quay ra. Anh em tìm cái phần tùy chọn nhà phát triển trên máy anh em nè. Đây tùy chọn nhà phát triển nè. Đó, bấm vào. Rồi, trong phần tùy chọn nhà phát triển này anh em sẽ kéo xuống tìm cho mình những cái phần trong đây ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm vào cái phần là kích thước bộ ghi điểm của trình ghi nhật ký. Mình bấm vào đây, anh em chọn cho mình 1 mê nha. Đây, kích thước của bộ điện trình ghi ký, anh em chọn 1 megabyte nè. Nè, nhiều mình có làm nhiều video nói rồi ha. Rồi. Đây anh em bấm vào phần là lựa chọn ưu tiên quy trình điều khiển đồ họa. Đây bấm vào lựa chọn ưu tiên quy trình điều khiển đồ họa. Anh em tìm cho mình cái ứng dụng là Free Fire. Đó, anh em chơi game nào thì chọn vào game đó. Ok, bây giờ mình sẽ tìm Free Fire. Đây Free Fire nè, mình đang cho Free Max, bấm vào mặc định thì chúng ta để trình điều khiển đồ họa hệ thống nha. Bấm vào đây. Rồi quay ra. Rồi tỷ lệ cửa sổ, hành động cửa sổ thì anh em có thể bấm vào đây, chúng ta chọn tắt hành động cũng được. Mình còn anh em muốn có hành động chuyển cảnh thì để 0.5 để hoặc tắt cho nó mượt mà, chuyển cảnh cho mượt mà. Độ rộng nhỏ nhất là DPI này anh em. Hồi nãy mình nói rồi nha, DPI là 680 nha anh em. Rồi ok. Rồi những cái phần như là anh em không nên bật cái bắt buộc 4X MTA nha. Không nên bật cái này nha anh em. Này là khử ăn cưa nè, không nên bật. Máy yếu bật lên là giật lắc lắm nha anh em. Chơi game không yên đâu nha. Rồi. Không lưu hoạt động này là dành cho RAM nè. Anh em máy yếu muốn chơi game mượt thì bật lên không lưu hoạt động nè. Rồi giới hạn quá trình chạy nền thì anh em để giới hạn hoặc 2 tiếng trình thôi nha. Rồi cái này là nó ảnh hưởng tới RAM. Rồi. Còn dưới này nè, số yêu cầu của mỗi view hoạt động đừng có nên để nhiều quá. Máy nó mặc định nó để 10 thôi mà anh em lên tiếp mấy trăm không được nha. Khoảng 3-4 thôi. Số tập trung dữ liệu thì không có để luôn nha. Không có để nhiều quá, không chỉnh tầm 7-3 không được nha nè. Rồi. Nó ảnh hưởng thiết bị lắm ạ. Rồi, anh thấy hay đừng quên cho mình một like đăng ký. Anh em nào mà đang sử dụng cái Xiaomi thì nó có luôn cái ứng dụng có tên là Game Turbo nè. Đây. Thì Game Turbo này chơi rất là ok. Đó, anh em có thể bật Game Turbo này lên nè. Ok, bây giờ mình sẽ vào Free Fire Max ha. Đây. Thì trong khi anh em sẽ bấm vào cài đặt cái Game Turbo, anh em bấm vào chế độ hiệu suất. Anh em thấy cái phần là có hiệu suất không? Khi mà bật cái này lên á, nó sẽ chấn quá nhiệt vào các vấn đề liên quan đến phần cứng, anh em nên tắt nó nha. Tắt nó thì chơi game nó ok hơn. Rồi. Ok, anh em bấm vào mặc định.
cài đặt bổ sung thì em thấy những cái thanh đều chịu cảm ứng nè, nó kéo lên maximum giúp mình. Nhiều máy nó sẽ có hai thanh, nhiều máy thì nó bốn thanh như thế này kéo hết giúp mình luôn. Rồi khu vực không tiếp xúc mình để không, rồi như vậy là ok rồi. Còn tao bấm chỉ bắt vô là chơi thôi. Đây này của game turbo trên máy mà. Rồi ok nha. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ nên chi tiết cách để chúng ta chơi Free Fire ok hơn rất nhiều, bắn mau thành pro hơn nha. Đó, bắn nó mau thành pro hơn. Cái này nó sẽ phù hợp với tất cả các phiên bản luôn. OB 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50 vậy thì em có thể chơi được. Chứ anh em hỏi OB này chơi được không anh, OB sao chơi được, còn chơi được không anh thì không nghe này. OB nào anh em cũng chơi được á ha. Rồi, em thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video khác.